Hội thảo khoa học đổi mới nâng cao công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Hữu Việt, hàm vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Đồng Nai, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các địa phương, ban ngành đoàn thể của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hội thảo, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh và các địa phương, ban ngành đoàn thể của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát biểu tham luận đánh giá tình hình nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nêu lên những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại địa phương mình. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo đổi mới đa dạng hóa các hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến cũng như nâng cao chất lượng báo cáo viên. Qua học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng những chủ trương đường lối của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay.